Hello, hello. Xin chào tất cả quý vị và các bạn nha. Chúc quý vị và các bạn một buổi chiều thật vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc. Và giờ đây thì một buổi chiều thật là mát mẻ, chiên chẽ ra cánh đồng ngô và thăm những cánh đồng ngô hoặc người ta trồng muộn. Cái ruộng ngô này là bên cạnh nhà chiên. Thì giờ đây chiên sẽ ra thăm và tiện thể cho cả nhà cùng xem những cái cây ngô đi ạ. Bắp rất là to. Cái ngô này trồng muộn chứ ngô trồng sớm mình đã thu hoạch hết rồi. Đó, những cây ngô à. Những cây ngô nó sẽ có tai như thế này. Đó. Nó sẽ có tai này như cái bắp ngô này, thì là nó rất là nhiều hạt đây, nhưng mà nó hãy còn lon. Chiên sẽ bóc ra cho mọi người cùng xem. Đó, em mà đi mua ngô ở chợ thì em cứ mua chọn những cái bắp nó sẽ có tai như thế này, thì cái hạt nó sẽ tận lên trên 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 búp trên này. Đó, đây là cái ruộng ngô người ta khéo chăm này. Bắp nào cũng có tai mà rất là to luôn đấy. Vì cái ruộng ngô này nó khoảng được khoảng chưa được 90 ngày giờ nó hãy còn non. Để em bóc thử cái hoa này đi. Đó, nó vẫn còn non. Rồi, vẫn còn non. Đó. Nó khoảng cỡ 2 tuần nữa thì nó mới đầy bắp. Thấy không? Ngô này là ngô ngọt. Ngô này là ngô ngọt, là khi mình luộc ăn thì nó rất là ngọt. Ở trong nó là màu vàng. Trong nó là màu vàng. Đó, trong nó là màu vàng. Đó, thấy chưa? Vì nó hạt còn non thì hạt nó chưa to, mình chưa nhìn nhìn thấy. Nhưng mà hạt nó hãy còn nhỏ, bóng hãy ra sữa. Đó, bắp nào cũng có tai. Đó. Đấy, theo kinh nghiệm của em là em mà đi mua ngô thì em cứ chọn những cái bắp nó có tai như thế này. Đây, cây nào cũng có tai như vậy, em sẽ chọn những cái bắp có tai như này em mua. Mọi người cứ thử lựa chọn giống em nhá. Khi mà đi chợ mua những cái bắp ngô này nó có tai như thế này, mình về mình thử với những cái bắp nó không có tai xem là nó có khác nhau ở chỗ nào. Đó. Hôm nay em đi ra thăm ruộng tiện thể thăm luôn ruộng ngô cho mọi người đi xem những cái bắp ngô ngọt. Đó. Vậy thôi. Em xin chào cả nhà. Tạm biệt cả nhà, tạm biệt cô chú, anh chị và các bạn. Một buổi chiều thật vui vẻ. Em xin chào nhá. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào video lần sau. Xin chào.